Cái thằng lùm lùm á, nó giỏi công phu lắm. Còn thằng kia ấy, cũng không có vừa gì đâu. Em mới lè tụi nó về trong cái black list của mình nè. Trời, hai nó như hai khùng với mày, mày làm thấy ghê quá vậy. Khùng là nguy hiểm. Đau quá. Đại ca, đại ca. Thấy cái thằng đeo cái vỏ đỏ đi chung với con nhỏ đẹp đẹp không? Ờ, thằng đó thấy nó ngầu ngầu á, con nhỏ dễ thương mà, có gì đâu. Nó tên là Minh Khánh, còn con nhỏ tên là Lục Thanh. Tụi nó chung sống với nhau cũng thân lắm, người gớm lắm, không vừa đâu. Mà phải hai nó bồ không? Bồ bịch chị. Thằng Khánh á, nó có bồ rồi. Còn Lục Anh á, không biết sao nó không quen ai. Mà mỗi lần á, mà con Lục Anh bị ăn hiếp á, thằng Khánh nó vô liền. Một mình nó cân hết 6 đứa hồi lớp 6 á. Cưới hả? Ừ. Không có chém đâu. Tao không có cần biết gì á. Đã vô trường này á, là lính tao hết. Đúng rồi, đại ca mà. Tao trong trường mà. Mà đại ca có sợ gì không ta? Trời, nghĩ tao sợ ai vậy? Vậy cái vấn đề này. Anh Lương ơi. Cái chuyện gì? Nào biết kể tao nghe đại ca. Giờ đánh đấm với cái trường này mà đi sợ con Mai lớp 11. Biết sao vậy trời? Gặp tao á, tao tắt giả mặt kìa cô. Trời ơi, mày không có biết cái gì hết trơn. Nói cho mày nghe, hồi nhỏ con nhỏ nó giống con nít lắm. Ồ, dễ thương cực kỳ, đại ca thích nó. Mà không biết sao mà trong 3 tháng hè nó tăng lên 40 kg. Đại ca hết dám quen luôn. Trời ơi, bây giờ chứ. Thế không? Đâu có gì đâu ca. Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu ca. Đại ca gặp tàn đâu không. Thấy mệt quá ha. Đại ca, đại ca. Thằng nhỏ này vô không? Nó nào đó đó. Nó là Thanh Lanh Chanh. Tên đúng với cái biệt danh của nó. Lanh Chanh nó sợ luôn. Còn con đi sau lưng nó là con Nguyệt. Biệt danh là Phù Thủy. Trời ghê vậy. Biết sao không? Hồi cấp 2 á, bao nhiêu vụ quýnh lộn lạo ở trường là do nó cầm đầu hết. Đại ca phải cẩn thận đó. Ông bà ta nói á, hoa hồng nào cũng có gai. Mà tốt nhất á, đại ca đang chọn qua số địch là tốt nhất. Tao lao quá mày. Thúi cái miệng mày vậy hả? Thôi, đi lên lớp. Ra chơi xuống lá le với mấy em lớp 10 nữa. Dạ, đại ca. Đi nè. Ơi ơi ơi. Từ bây giờ tôi, Trần Ngọc Duy và thằng này, Nguyễn Hồng Hậu sẽ là chùm của cái lớp này. Tụi tôi sẽ bảo kê mọi mặt của lớp để khẳng định điều đó. Hảo, biểu diễn. Đây, thằng cuối lớp kìa. Thì bây giờ mày sẽ là đệ tử của tao với thằng này nghe chưa? Con giận á, hai
ông giỏi ghê á. Tôi hả, từ đây quyết định sẽ tham gia vào băng đảng của hai ông. Chúng ta sẽ cùng nhau trừ gian diệt ác trong ngôi trường này. Trời ơi, ba, yeah. Chào các em, tôi tên là Vũ, là giáo viên dạy môn toán, cũng là chủ nhiệm của các em từ đây đến cuối năm. Tôi đã đọc qua học bạ của các em hầu hết, và nhận ra là lớp mình có hai bạn Lục Anh và Thái Minh Nguyệt có học lực tốt nhất. Mời hai em lên đây. Bây giờ lớp chúng mình sẽ tổ chức bầu lớp trưởng và lớp phó. Ai chọn là bạn Thái Minh Nguyệt, đưa tay lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 20 bạn. Được rồi. Còn bạn Lục Anh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cũng 20 bạn. Tỷ số lúc mình là 43. Bạn Thái Minh Nguyệt và Lục Anh đứng đây là 40. Vậy có nghĩa là lớp mình đang thiếu mất một bạn. Dạ thưa thầy, còn bạn nằm ngủ dưới cuối lớp rồi thầy. Em kia, em kia, mới đầu giờ mà em đã ngủ gật trong lớp à? Em không biết lớp mình đang làm gì không? Dạ không. Thôi được rồi, kể như lần đầu tiên tôi đến lớp, tôi sẽ xóa cho em. Hiện tại lớp mình, bạn Lục Anh và bạn Thái Minh Nguyệt có số bạn bầu chọn ngang nhau, thì chỉ có em là người sẽ quyết định một trong hai bạn này là lớp trưởng. Em chọn đi. Dạ. Dạ em chọn bạn Lục Anh. Lục Anh. Ok, vậy từ đây Lục Anh sẽ là lớp trưởng, còn bạn Thái Minh Nguyệt sẽ là lớp phó. Hai bạn sẽ hỗ trợ nhau để lớp mình đi lên. Thưa thầy. Cảm ơn đã bình chọn tôi nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Năm nào cùng với bà trả làm lớp trưởng. Hôm nay mình là cách 6 nữa chứ. Thôi lấy tập ra viết bài đi. Đi kỳ vậy bạn. Anh kỳ. Không nhìn được không mày? Mày thích làm trùm trường này phải không? Đúng rồi anh, mày thích làm trùm trường á. Thích làm trùm trường cơ mày. Trước giờ tao với mày tụi ăn hiếp cầu sinh mới để chứng lập tiện đó, bây giờ anh thích làm trùm trường rồi luôn. Cái này chắc tại mày đeo tai nghe, nghe không rõ đúng không? Giờ tao nhắc lại một lần thôi nha. Ha, đúng kịch bản nha. Ha, mày tính làm trùm. Ai da, ai da. Ê, mắt mày cũng vậy kìa. Ai da, cái thằng tao mét tay ca đó nè. Mày nhớ nha. Tao về tao mét. Cả lớp nghiêm. Chào các em. Ê bà ơi, xuống phòng giám thị làm sổ đầu bài với tôi đi. Mình đi. Khánh ơi, vậy tí ông về sau nha. Tôi đi về với Nguyệt trước. Bye. Ê mày, nãy có tụi nó trong lớp, mày thấy tao ngầu không? Tối mày có đi học thêm không? Có chứ. Học thêm thì tao phải hè mà. Tao đi chung với mày nha. Đi về, về. Vậy vậy tụi này đám nào à? À định nhận tụi tao làm sư phụ phải không? Thảo biểu diễn. Sợ cái gì? Kể từ bây giờ 5 phần 7 á là đàn em của tao với nó, chưa? Rồi thôi, về. Mai nhớ là điểm danh cho mày. Ừ.
đi gì, nhưng mà cùng đâu phải đâu vì xem bộ tia tôi chưa kéo lên. À quên, thì ghê ta, lật đật chạy xuống bên cuối chỉ hết dám nhìn ai luôn nha. Nói Khánh lớp mày coi thằng tao hay chưa? Ê, quậy mày. Ủa hình như thầy chưa tới bà. Ừ hình như vậy rồi, thôi tụi mình đứng đây đợi thầy đi. Ủa mà bà với ông Khánh quen nhau hả? Có đâu, tôi với ổng là bạn từ đó tới giờ mà. Trời, vậy mà tôi tưởng hai người quen nhau chứ. Thấy hai người thân thiết quá chừng. Trời, tôi với ổng chơi gần nhà từ nhỏ tới giờ mà. Ủa mà bà đi với ổng hoài vậy không sợ bạn gái ông ghen hả? Ờ, hồi năm cấp 2 ổng cũng có quen một bé kia nhưng mà như chia tay lâu rồi. Thấy ổng làm lì lì vậy chứ ổng tốt lắm á, ổng hay giúp đỡ tôi lắm. Hai em là học sinh mới hả? Sao không đọc sở đầu bài rồi về lớp đi, đứng đây đợi ai vậy? Dạ, tại vì tụi em không thấy thầy giám thị nên tụi em đứng ở đây đợi thầy. Rồi, đây để anh nộp giùm cho. Lần sau hai em nộp sở đầu bài thì đi vô phòng nộp luôn, không cần đợi thầy giám thị đâu. À, anh là trưởng hội học sinh của trường này. Facebook em là gì? Có gì đưa cho anh, có gì em bắt hỏi anh. Dạ không cần anh, cảm ơn anh nha. Rồi không có gì đâu em. Đây. Anh này có gì cứ inbox cho anh nha. Bye em. Về thôi bà ơi. Ủa mà anh đó là ai vậy bà? À anh đó tên là Nhật Minh, là hot boy nổi tiếng của trường mình. Nghe đâu ai cũng thích ảnh hết trơn á. Vừa đẹp trai, nhà giàu mà học giỏi nữa chứ. À, vậy hả? Ê cô, lái trai tìm anh là nó không thấy nha. Không thấy nha mày. Bé ơi, nãy giờ em có thấy anh nào chạy vô đây không em? Có, không có ai hết á. Sao kỳ vậy ta, mình nhớ là chạy vô này không ta? Có khi nào mình lộn ta? Em ơi, nó em mà thấy anh nào chạy đây, nó chạy cho em mấy bịch bánh tráng trộn nha. Ok. Thôi chị đi đây. Đi chưa? Đi chưa? Đi rồi. Cảm ơn mày nha. Tao tên là Luân, học 12-4. Tao trùm trường này nè, mốt có gì giúp đỡ kêu tao ha. Đại ca ơi, mai đi rồi mà. Lúc trổng lâu quá trời. Đại ca, xong chưa đại ca? Ngủ quên thôi đại ca ơi. Ê, mày nhớ nó mày? Hôm bữa tắm tao mày bầm mắt nhớ không? Mày nghĩ coi tao nhớ. Mối thù này căng chặt. Vô mét này căng chặt. Khoan. Tụi bạn quên rồi bữa tao nói nha. Thằng này là Minh Khánh. Họ cấp 2 nó ghê lắm. Nó không nói thôi. Nó đòi tay được nguyên đám cục. Ghê hả? Nguyên đám cấp 2 đi đồng phải đợi thôi. Kệ đi má ơi. Cấp 2 nó sao kệ nó đi. Vậy tao tức. Bây giờ nó vô lên trường mình rồi là lính đáng của đại ca hết á. Ờ hả? Mét đại ca là nó chết hết. Thôi vậy vô mét đại ca. Tại vì tao nói cử vậy đó. Chứ có gì hết á. Đâu rồi? Đại ca, cái thằng kia nó đánh hai ngày này mới gặp hồi nãy ngoài kia rồi đại ca. Tụi nào ta? Thằng bự thèm đó. Nó mới vô trường á. Đúng rồi. Đâu? Thằng đó. Đi ơi. Đi ơi. Đi. Đó kìa đại ca. Rồi kìa đứng lại mày. Khánh đâu rồi? Khánh đâu? Mày hôm qua về sớm
làm 50 thằng lớp 12 lên kiếm tụi tao. Nhưng mà không sao, dù gì mày cũng là đệ tử gột của tụi tao á. Tụi tao đã giải quyết xong hết cho mày rồi. Hảo, biểu diễn. Wow, cái giọng khơi lắm, nay cho nghỉ bữa đi. Trời ơi, tôi thiệt không nhìn lòng hai ông. Từ nay cả trường sẽ sợ lớp chúng ta. Giữa lớp rồi sao còn đeo kiến đen vậy? Tất nhiên chùm của cái lớp này mà, phải đeo kiến đen cho nó ngầu chứ trời. Sợi lại. Chào lại em đi học rồi. Bỏ kiến ra. Nhưng mặt lên. Bỏ tay xuống. Sao mắt bị bầm vậy? Hai ông tính đánh lộn phải không? Anh chạy đứng đi. Chúng ta tàn tật cũng khá trời. Em kia, nãy em cũng nhanh chanh lắm mà. Thầy thấy em chạy cũng nhanh lắm. Anh chạy đứng cho vui đi. Đi. Mặt làm gì vậy? Em ngầu luôn mà. Đại ca mà. Quay lại. Quay. Trời vậy. Trời ơi trời. Em. Rồi lớp phải tập cái học bài. Trời ơi. Tôi không biết nhìn làm hai ông nữa vậy. Hay thiệt đi. Quýnh người ta hay bị người ta quýnh vậy? Hả? Bị quýnh. Chùa lắm. Tiền rồi, đợi em chút nha. Làm gì bấm điện thoại hoài vậy? Tôi đang chat với anh lớp 11 trên Facebook nè. Trời, mới vô trường mà đặt yêu đương. Không có. Tại vì á, tôi tính xin vô trong đoàn làm. Mà thôi, nói chuyện với ảnh xong rồi. Ủa mà ông á, sao tôi thấy dạo này ông ngủ trên lớp hoài vậy? Có hiểu bài không? Không hiểu á thì nói đi, tôi chỉ bài cho. Hiểu, hiểu. Mấy bài đó cũng dễ mà. Mà thôi, hết giờ ra chơi rồi. Thôi, cái gì bài lên lớp trước đi. Tôi đi vệ sinh cái. Nói kìa đại ca. Rồi kìa, đứng lại mày. À thì ra là mày hả? Cái đó huấn hai anh em tao phải không? Rút, có gan làm có gan chịu. Nhưng mà hồi nãy mày giúp tao, bây giờ coi như quề. Không ai đạo ai hết. Nhưng mà còn lần sau á, mà mày quýnh hai thằng em tao nữa, tao không tha cho mày vô mày. Đi đi mày. Đại ca.
tha cho nó dễ vậy? Nó đánh hàng này bầm hàng mắt mình không thấy hả? Đúng rồi đây cả. Thằng này là thằng Minh Khánh nó đầu năm em nói á. Nó láo lắm, đòi làm chùm trường nữa. Thôi em. Hồi nãy nó giúp tao, giờ giúp lại. Nó như bỏ qua, nó như quê. Nhưng mà lần sau thì không có đâu. Thôi đi, đen chuông nãy giờ rồi. Ê bà ơi, ông Khánh hình như sắp đánh nhau với lớp 12. Ông đứng nói chuyện với năm thằng lớp 12 lận. Nghe như có vẻ sắp đánh nhau vậy. Cái gì? Ở đâu? Ông lại đánh nhau nữa hả? Sao bà không cản ông lại? Tôi có năm thằng lớp 12 lận, tôi đâu dám cản đâu. Ở nhà vệ sinh Nam lầu 1 á, trong đó có Minh Luân chùm trường mình nữa. Tôi lên tôi báo cho bà liền nè. Trời ơi, thôi bà ở đây chờ đi, để tôi đi coi sao. Mày đâu vậy? Ông hứa với tôi không đi đánh lộn mà, sao giờ ông đi nữa? Tôi đâu có đánh đâu, ai nói bà vậy? Chính mắt mà Nguyệt thấy mà còn chối nữa. Không có, cái đó tôi chỉ đứng nói chuyện với người ta thôi. Tôi mệt ông quá à, ông hứa với tôi không liệu làm được đi. Cả lớp nghiêm. Các em ngồi xuống đi. Các em đang ngồi đúng hay sơ đồ lớp mà lớp trưởng đưa chưa? Rồi. Ừ. Hôm nay lớp mình làm bài kiểm tra 15 phút. Lớp trưởng, em lên phát bài cho mấy bạn đi. Dạ thưa thầy, em bị mất chiếc máy tính ạ. Cái gì? Em tìm kỹ chưa vậy? Dạ trước lúc ra chơi em để trong ngăn này nè, nhưng mà giờ em kiểm lại không thấy nữa. Dạ thầy ơi, em nghĩ trong lớp này có bạn cắp máy tính. Để em với Lục Anh đi xét cặp cho nhau rồi tụi em xét cặp mấy bạn. Ừ, hai em làm đi. Nè, bà xét cặp tôi trước đi. Nè, bà coi đi, không có gì ý trọng đâu. Ủa, máy tính này là của bà hả? Không, phải của tôi. Dạ thưa thầy, máy tính đó là máy tính của em. Không phải thầy ơi, không có lấy. Dạ thưa thầy, em nghĩ có người vô an giá lại cho lớp trưởng á. Vì trong giờ ra chơi, không có ai ở trong lớp cả. Mà nếu lớp trưởng lấy vậy gì để bỏ trong cặp, để mà bị phát hiện như vậy à? Em nữa cũng có lý. Thầy ơi thầy, bằng chứng rõ ràng ở đây rồi, thầy còn hỏi gì nữa thầy? Em không có lấy thầy ơi. À, thôi đi, để cho thầy giải quyết. Sao mà lanh chanh quá vậy? Tôi thôi được rồi. Dù gì máy tính cũng đã tìm được. Giờ thầy cũng bỏ qua chuyện này. Nhưng mà thầy mong trong lớp mình sẽ không có lần thứ hai. Các em nên giữ đồ đạc của mình cẩn thận hơn. Còn giờ bạn Nguyệt lấy bài phát cho mấy bạn đi. Dạ em đọc bài thầy. Đã lắm nghe. Đi đứng rồi. Tao mà nghe nào nói nữa, tao đập từng đứa. Về luôn anh. Thành á, nó là đệ tử của tao. Thằng nào mà đụng với nó cũng bị anh đập hết. Thảo. Cái gì? Điều gì? Mày bị như vậy chưa đã à, mày còn biểu diễn. Cái gì vậy? Mày hàm phúc huy hoàng còn hơn ngàn năm lê lối. Ngu vậy. Nhưng mà nó bị vậy rồi, mày phải biết thì thân thể mày chứ. Cậu lớn khốn rồi, đi về đi hai ông ơi. Đây tôi có chuyện nói hai ông nè. Chuyện gì? Mà vụ gì? Cái chuyện máy tính đó tôi nghĩ là không phải lớp trưởng làm. Chứ ai làm mà sao mà biết? Hồi nãy giờ ra chơi tôi đã quên bóp, xong rồi tôi lên lấy thấy lớp phó lật đật chạy xuống, nên tôi nghĩ là lớp phó làm.
Trời ơi, vậy sao hồi nãy hồi bà không nói để cho thầy với nguyên lớp biết chứ? Tôi không chắc là lớp phó làm đâu, thì chỉ là thấy bà ấy lục lục chạy xuống thôi. À nè, mà bà ghê lắm nha, thấy gì hả mới vô trường làm quen với chị đại lớp 11 rồi đó. Dạ. Ê, ghê thiệt. Thấy chưa, còn nguy lắm mà. Chị biết không, hôm nay trong lớp em á có nhỏ cấp máy tính đó chị, nhỏ lớp trưởng. Ghê vậy, lớp trưởng mà ăn cắp máy tính. Trời ơi, con này ghê quá, lớn già đầu mà còn đi ăn cắp. Em ghét con nhỏ không chị, nó cứ ông ao mẹo chứ mấy thằng trai. Nó nghĩ nó đẹp á nên nó lúc nào nó cũng dẹo trai. Hôm bữa em còn thấy nó ông ao mẹo chứ hot boy lớp 11 nữa chị. Cái gì, mày nói thiệt không vậy? Trời ơi, anh nói là của tao mà. Tụi bay xử nó cho chị. Đúng rồi chị, xử đẹp hết. Ngày mai á dắt chị đi coi nhà đó được không? Em chỉ mặc cho chị được thôi chứ em sợ vô lớp nó trả thù lắm chị. Sao vậy, có chị ở đây mà, yên tâm đây đừng lo, để chị. Vì ngày mai á chị thấy em đi chung với nhỏ nào thì chính là nhỏ đó nha chị. Được rồi, để chị. Dì ơi, lấy cho con bịch mận với lại à củ sắn nha. Thấy con bịch củ sắn luôn gì. Thôi bà ơi, có đi đâu buồn mà khóc hoài. Ông có tin tôi không? Trời, bà hỏi ngộ quá. Tôi với bà học chung với nhau từ nhỏ tới giờ. Ba mẹ tôi nào cũng xếp hai đứa học chung lớp với nhau. Trời, tôi hiểu bà quá mà. Bà không lấy thì ai lấy? Mệt quá. À, dạ, con có nhiêu không? Rồi, củ sắn nha mận. Dạ, cảm ơn. Ê, Lục Anh. Lục Anh, mệt rồi quá, nói có xíu giận rồi. Nghe, ăn xoài, ăn mận nè. Mới học có mấy tuần mà xảy ra tùm lum chuyện hết á. Còn ông nữa, ông hối tôi đánh lộn mà sao giờ ông đánh hoài vậy? Tôi chưa bỏ qua cho ông đâu. Mệt rồi quá à, không có đánh, cái đó là tôi đứng nói chuyện với nó thôi. Trời, với lại mà tôi không có đánh lộn mà, thiệt mà. Tính đi thôi, ăn mận đi. Mệt quá. Cái hồ chuyện gì á? Cái hỗn loạn bắt vừa gì cái chuyện đó bà không có biết đâu, chuyện dài lắm. À, thôi thôi, chuyện của ông tụi không quan tâm nữa. Mà quên. Đau. Vậy là quê, tôi đang bực, đánh một cái vậy là quê. Ê, tôi tên Luân, mà tên gì hả? Nguyễn Lê Tường Vi. Tập 10 chữ quốc tế hả? Ê dạ. Gì vậy mày? À, ngủ gục mày ơi. Trời, học mà ngủ gục. Đi toilet không? Thôi, tao phải ôn bài. Nay là bữa phụ đạo tập làm văn bữa cuối rồi. Hai bữa nữa là thi rồi. Thì ra rửa mặt cái tỉnh táo vô học tiếp. À, đi. Xin thầy. Thầy cho em ra ngoài. Dạ, em nữa thầy. Dạ. Đậu mỹ Mong, bên này. Ừ. Nhẹ hết người. Này gì lạ mày? Trời ơi, này là điếu thuốc nè. Để làm cái gì? Thấy dân giang hồ hay xài lắm á. Ta bẻ người ta ăn. Ừ. Thôi nghe là thấy cá tính rồi nha. Thử đi hậu. Thử ha. Ừ. Sao? Cá tính không? Cái gì vậy?
Mày sao vậy? Rồi sao 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 sao? Ngưng ngưng. Đợi tao xíu nha, đợi tao xíu nha. Nước nè, mày uống đi. Mày đưa nước tao rồi mà. Tao đưa mày nào. Kìa. Trời đất ơi. Cái gì vậy ông nội? Ra hậu, ra hậu. Sao rồi, mày sao rồi? Vừa biết mày ơi. Ê, ê, mày nghe tiếng gì không? Đâu có gì đâu. Bên này, đâu đâu. Ê, giờ này nào đi toilet không mày? Ờ, cái tín hiệu này là tao mày hay hết giấy nè. Hãy kêu cầu cứu. Mày nhét ma nó đi. Ghê thiệt chứ. Ghê thiệt mày. Về đi vô. Về đi vô. Thôi về vô. Gì vậy? Vậy vậy. Gì vậy anh Khùng? Trời ơi, kêu ông Văn phụ đạo bữa cuối mà vô ngủ không. Về mày ơi, làm gì mồ hôi mồ kê không vậy? Đi về. Mới nằm mơ mày ơi. Mơ thấy gì mày khùng quá mày ơi. Đi về. Ghê lắm. Ghê cái gì? Đi về nè, lại lên. Tao cho mày đó à, ma bắt kén chịu nha. Tắt đèn luôn rồi con, đã sợ ma mà còn nhận gì ảnh. Đã sợ ma rồi, còn không thấy đường nữa. Điện là hết đâu rồi. Con ơi, đường nào đi về. Ôi dạ. Bà xuống kể cho bà lớp trưởng nghe đi. Đi. Máu nhiều chuyện nổi lên rồi đó nha. Đi. Ê lớp trưởng, tôi kể bà nghe này nè. Hôm qua giờ ra chơi, tôi để quên cái bóp trong lớp, xong rồi tôi lên lấy. Bà biết tôi thấy ai từ trên lớp chạy xuống không? Thấy con nhỏ lớp phó, nó chạy ra hành lang, mặt nó vàng lắm. Ừ, hôm qua tôi tính kể cho bà nghe rồi mà tôi sợ, tôi mới kể cho ông Duy với ông Hậu nghe à. Hôm nay hai ông bắt tôi kể cho bà nghe để bà đề phòng nhỏ đó. Chứ không phải đâu, bà Nguyệt tốt với tôi lắm, chắc bà không làm gì đâu. Ai nó không có. Ai chứ, con Thanh này nó nói đúng lắm á. Nó không bao giờ nó xạo đâu. Chỉ có cái tật là hơi lên chanh thôi à. Đúng rồi lớp trưởng. Tốt nhất bà nên cẩn thận lớp phó hơn. Nhưng mà bà cũng đừng nói ai biết là ba đứa tôi nói bà nha. Ba tôi không muốn mang tiếng nhiều chuyện. Thôi về tụi bay ơi. Đúng rồi. Tôi cũng thấy nhỏ nó sao sao á. Cứ cẩn thận thì tốt hơn. Ê bà, lát nữa xuống phòng đoàn với tôi nha. Hình như phòng đoàn mới mở cuộc thi gì á. Tí tôi đi với bà. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Biết rồi, nó hoài. Lo học bài đi, tí nữa bảo đảm là thầy cứ ông trả bài á. Dám giành hết bao của chị, hồi này nó tới số đó rồi. Đúng rồi chị, phải gặp mặt nó thôi. Con Nguyệt dẫn ông Lộc Anh tới đây chưa vậy? Để đang tới kìa.
Con này xinh thế. Hẹn gì dành hot boy chị. Đứng lại. Mày đi đâu đó? Dạ tụi em đi đăng phòng đoàn chị. Nghe nói mày dữ lắm phải không? Dám giành người yêu của tao hả? Tao cảnh cáo mày lần cuối. Mày mà còn dẹo dẹo trong trường này á thì bước ra khỏi trường luôn nha. Mày là thằng nào? Mày dám xen vô chuyện chị tao? Muốn chết hả? Tôi là trùm trường. Sẵn đây tôi muốn nói chị luôn, tôi không muốn thấy tình trạng này xảy ra nữa. Lục Anh là bạn của tôi, chị đụng đến nó coi như là đụng tới tôi. Tôi không nói hai lần đâu. Đi Lục Anh. Ê Hậu, từ ngày tao mày bị đám lưng phải nó đấm bầm hai con mắt, cuộc sống huy hoàng mình ướp mười kết thúc rồi Hậu. Khoan nè, tao hỏi nè, bữa học thêm mày làm gì? Mày lam sùm rồi mày nhéo tay tao, mày ngắt tay tao mày lông vậy? Thì cái gì mày biết như vậy là mày làm mất cái uy nghiêm của tụi mình không? Chùm mà mày. Đêm đó tôi nằm mơ, tôi gặp Mai trong toilet tầng 2 rồi. Cái gì? Ông nói thiệt không? Ông thấy cái gì? Chị tôi ra trường mấy năm nay rồi mà tôi cũng nghe bà kể là có ma gì đó. Tôi tưởng nói xạo mà. Ôi, khùng điên. Ma cỏ. Nè, nếu mà có ma tối nay tao cầm đồ nghề theo quay lại hết. Ok. Thôi đi, khùng hả? Tôi bữa giờ còn dám vô nhà vệ sinh nữ ở lầu 2 nữa. Nghĩ sao đêm hôm mà vô đó rình vậy? Tao cũng sợ sợ quá trời luôn á mày. Ghê lắm. Hay là mày à, rủ thằng Khánh đi nữa đi. Coi chứ thằng đó nó ghen á mày. Ừ, đúng rồi. Ông rủ ông Khánh theo đi. Ông Khánh đi còn cứu được hai ông. Chứ hai ông đi tôi không an tâm. Nó đâu rồi ta? Bình thường thấy nó hay. Ê, ông Khánh với bà Lục Anh ở bồn rửa tay kìa. Khánh à. Khùng hả? Không lẽ lố quá ta? Nè Khánh, mày tới tháng hả? Để đi học mà quên mang theo đôi cánh thiên thần hả Khánh? Hai ông thôi đi. Chọc ổng giận là ngày mai hai ông đi một mình đó. Thôi đi. Đi qua anh kia đi, tôi nói cho nghe. Đây. Cái gì? Chuyện đó có thiệt không? Thiệt mà, lúc tôi mới vô trường nghe mấy chị lớp 12 nói rồi. Trời ơi, lớn rồi còn nghe ba chuyện ma cỏ tào lao nữa. Không, thiệt đó. Con ma đó giống như là con quen ức ở trong cái toilet đó vậy đó. À, nó thiệt á. Mày không tin phải không? Không tin đi với tao lên toilet tầng 2 đi. Mới sáng sớm á, mày âm mưu như cái gừng vậy á. Tin không? Không tin phải không? Đi. Đi mày. Bạn sáng chưa? Chưa nữa, hồi nãy tính vô phòng đoàn với bà Nguyệt á, lấy đồ nhưng mà bị mấy đứa lớp 11 chặn lại kiếm chuyện. Trời kiếm chuyện sao? Đi xuống con tin, giờ ăn gì kể tôi nghe coi. Trời đất ơi, có đi toilet không mà cũng áo khoác gì vậy trời. Lại dính nước ngọt. Dạ. Yeah. Rồi thôi đi nè, lẹ lên, ma chạy giờ. Ê tụi mày, tao thấy đại ca dạo này sao á. Sao? Cái đám lớp 10 á, bố láo vậy. Mà đại ca bỏ qua tụi nó, chắc chắn là phải có chuyện. Mà sao mấy em này không thấy tụi nó vậy? Không biết. Mà nếu mà bây giờ á, gặp tụi nó thì sao? Tao bứa. Bỏ vậy. Nát mặt tụi nó. Ê, tụi nó vô kìa. Ê, mấy kia đi đâu ạ? Vậy hả? Thank you.
Ủa, tao đi tè không xin phép tụi bay nữa hả? Anh đùa thằng này nào. Ê, hôm nay sếp của mày tao không ra tay á, chắc mày chưa sợ đâu ha. Đại ca là thay tụi bay, nhưng mà tụi tao không thay tụi bay đâu. Tụi bay, lên. Quay, không lên. Làm gì đồ vậy? Lên mày, chơi nó. Đau không? Châu bò sao không đau? Mày đau không? Châu bò sao không đau? Xong chưa? Lại đi lâu vậy? Ok. Ờ, nào đó. Giảm đi. Giảm cái chùm hả mày? Đi. Nhớ mặt tao nữa. Nhớ đi anh. Đi đi da 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 đi đi. Nhưng mà cùng đâu phải đâu. Vì xe bồ tia tôi chưa kéo lên. Ê mày, hồi sáng Khánh một mình nó quýnh mấy thằng luôn. Vậy mà đó giờ trong lớp nó im im. Trời đất ơi, vậy mà hồi đầu năm mày kêu nó làm đàn em của mình, may mà nó chưa quýnh cho hai thằng bầm dập á. Hên thiệt. Hên thiệt chứ. Ơi mà hẹn Khánh giờ này sao chưa thấy nó lên ta? Tao hẹn rồi mà tao đâu có biết. Ê. Luân đó. Giờ này mà nó vô chuyện làm gì trời? Không thể, nó kiếm mình để trả thù. Không có đâu, nhìn cái tướng nó gình gình mò mò như vậy. Hay là nó đi kiếm ma giống mình. Mình đi theo nó đi. Nhưng mà không được, mình hẹn Khánh đây rồi. Lát lên nó không thấy mình nó đi về rồi sao? Giờ này nó không lên biết chừng nào nó lên. Đi đi. Nó lên tính sao? Ủa, tao thấy Luân nó quẹo đây mà. Đâu mất tiêu rồi ta. Mày thử coi. Đi vô.
quá. Chú này nó quen quen nè. Tao lao. Tao lát trường sao không quen, làm hết hồn rồi mày. Không có đâu, mày không tin tao đúng không? Tao nói cái này trong giấc mơ tao có nè. Giấc mơ gì? Giấc mơ hôm qua á. Đâu? Nếu mà tao nói xạo mày á là tao chết liền luôn nè. Mày không tin mày đi vô đây trong cái bộ thai nó có quên luôn. Còn có là sao? Thề luôn. Cho mày. Mày đi đi. Đó là biết tay tao. Đâu? Tôi đâu? Có, mày thấy chưa? Tao nói có là có. Mày không tin mày mở cái thuốc ra đi. Trong cái thuốc á, nó có một cái thuốc nữa. Ủa sao mày biết? Tại trong giấc mơ tao có đó. Xạo xạo. Cài sẵn phải không? Đồ xạo là hay. Tao nói thiệt mà mày không có tin tao gì hết trơn á. Thế gì vậy? Tao thiệt nè. Tao với mày mà bước đi nữa là nghe tiếng nước chảy. Nè. Tin chưa? Sao có tiếng nước chảy? Mà cái này ghê hơn nữa nè. Tao với mày mà đi nữa là nghe có âm thanh liền. Nên gì? Đi đi thử đi rồi biết. Đó! 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 Mày thấy chưa? Tao nói đúng mà. Tao thề rồi. Tao không có giờ tao nói xạo đâu. Mày muốn nữa đâu rồi? Đồ chảnh cho tôi lên lấy nè. Thôi về lẹ, lẹ. Về đi, về đi. Gì gì vậy? Về. Ở đây buổi tối không có an toàn đâu, đi về. Hù tôi là tôi sợ. Tôi không có sợ đâu nghe. Thôi quá. Đi đi. Lẹ, lẹ. Ra. Đây. Lẹ đi vô. Đợi, đợi vô. Sao giờ mày mới tới? Nãy đi điệu đường để quên máy quay. Bị gì vậy? Con ma. Tao mới bị ma nhét ngoài toilet nữ xong. Sợ quá chịu quá nào. Tụi tao đi theo thằng lưng vợi á. Nó dắt tụi tao đi một vòng. Một vòng. Rồi tới toilet nữ. Không thấy nó đâu hết trơn á. Y chang giấc mơ bữa. Học học thêm. Không kể tao luôn á mày. Thôi vậy. Ghê vậy? Ghê lắm mày ơi, về đi. Thôi, giờ có máy quay nè, đi quay cho tụi nó mới tin. Ghê lắm. Đi, đi, đi. Thôi tao không đi đâu, tao đi về mày ơi. Đi. Thôi, nó làm lì, ma sợ nó. Chứ mày đứng đây nè, mày nhìn đi. Ghê không? Thôi, đi, đi lại em thôi. À, chờ tao với. Ê, bỏ tên coi. Biến thai hả? Biến thai cái gì mà biến thai? Tôi lo cho bà thôi. Mốt mà học buổi tối ở trường tôi là không có đi một mình làm vòng nghe chưa? Khoan, Khánh. Với tao cái gì? Tao sợ ma. Thằng Hậu nó cũng sợ ma. Hai thằng sợ ma đi chung với nhau, nó đỡ sợ ma hơn. Thôi, nó đâu mất tiêu rồi. Dạ, kéo nó vô đi. Mày đứng đây mày đợi tao nha. Ừ, mày đừng đi đâu nha. Ừ. Hậu ơi. Thôi, tao không có đi vô đâu, mày đừng có kéo tao. Mày đừng có kéo tao. Tao không có vô. Vô đi. Sao không? Tao không có vô. Vô đi. Trời theo tiếng ca. Ai hát hay mày? Anh đã giờ này cũng nói tiếng hát ta. Bắt chưa? Mày làm gì đó? Tôi đâu có làm gì đâu. Lén lút. Rồi còn cầm máy quay nữa chứ.
Bộ Biến Thái hả? Có nha. Đàng hoàng lắm đó nha. Biến Thái đâu à. Tôi hiền lắm mà. Nói lại vậy. Cõi gì mà ma, có nhiều chuyện không có giải thích được đâu. Mà trường mà học giỏi lắm mà, vô đây chi vậy? Tại cuối năm nay tôi chuẩn bị phỏng vấn đi du học ở Mỹ với anh hai tôi. Con nhỏ này học chung lớp thêm tụi bay à? Không biết, con nhỏ đó mới thấy lần đầu luôn á. Mà nó ghen thiệt. Nó là con gái mà một mình nó chém đi toilet vậy này. Mày bị ma nhập hả? Rung hoài vậy? Trời ơi, mày nghe đi. Trời đất ơi. Tôi á thì vừa học trường quốc tế, vừa học thêm Anh văn ở VGS. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua trường này nè. Thấy cũng có lớp dạy học thêm Anh văn nên cũng đăng ký vô học luôn. Chứ bên VGS đó hả, chương trình nó học nhanh cực kỳ. Tôi có nhiều chỗ tôi cũng không có hiểu. À hiểu rồi. Thôi nhớ là tôi đó, mốt vô trường này không có đi vòng vòng mình nghe chưa? Rồi. À quên nữa, bữa làm gớt cuốn tập á, Nguyễn Lê Tường Vy phải không? Ê, cuốn tập của tôi tìm hoài mà không thấy, trả đây. Quên, tôi để ở nhà rồi. Thôi, cho tôi địa chỉ nhà đi. Tại tôi đang cần gấp mà. Hay tôi cho ông cái địa chỉ nhà, xong xíu ông đem qua cho tôi nha. Ok. Dạ, nhà tôi á, ở bên phía cái đường này. Alo, bà Thanh hả? Ơi, tụi tôi đang trong trường gần ba nè, bà gọi làm hết rồi không ạ? Bà bị khùng hả? Giờ này tụi tôi đang ở trong trường chứ đâu phải đi shopping đâu mà mua băng đô đỏ gì. Thôi vậy thôi nha, vậy có gì chút tôi về tôi inbox Facebook cho bà. Trời ơi, đã sợ ma rồi còn gặp con Thanh khùng nó nhét nữa. Mày mới nói cái băng đô đỏ. Băng đô đỏ? Tao nói mày nghe, cái con nhỏ hồi nãy á, nó cũng đeo cái băng đô màu đỏ nữa. Rồi. Vậy là mình mới chạm mặt nữa. Chứ giờ này làm gì có học sinh nữ nào mà đi học giờ này. Mày bị gì nữa vậy? Điện giật mày hả? Anh đã quên rồi. Có cái gì đó không ổn vậy ơi. Mày làm gì đây vậy? Trời ơi. Tụi ta mới đi rừng ma, bị ma hụ, sợ muốn chết luôn á. Gì ma? Tụi thấy ma gì? Có thiệt đó. Ở trên tầng 2 toilet nữ có con ma đeo băng đô đỏ đó. Mới thấy mà. Băng đô đỏ hả? Băng đô đỏ. Băng đô đỏ hả? Chị Kim Anh. Ủa cái gì? Sao nó có ma mà nó cái gì? Kim Châm. Kim Anh chị. Dí vô đây. Đi. Trời ơi. Sao nó khóc vậy ta? Là nó bị ma hồ không ta? Không biết đâu. Thấy nó kỳ kỳ sao á? Nên lại dỗ nó không? Mày chết, cái máy quay. Giờ sao? Có lại dỗ nó không?
thầy giỏi nó đi, tội nghiệp quá. Con đừng khóc nữa con à. Lưu Khánh, nó có quýnh mình không mày? Anh nhanh lên! Đừng khóc nữa mà. Đi! Chị, hôm qua không làm được gì nhỏ Lục Anh á. Mà cái thằng hôm qua vô can là thằng nào vậy? Dạ đó là Minh Khánh, bạn thân của Lục Anh đó chị. Nghe Minh Khánh cũng dữ dằn lắm, hình như đang xích mích với anh Luân lớp 12 á chị. Láo thiệt, mới vô trường có 3 tháng rồi mà kiếm chuyện với lớp 12 hả? Kiểu này phải kêu anh Luân hốt xác nó mới được. Đúng rồi chị, hốt xác bỏ thùng rác luôn đi. Dạ dạ thôi mà chị, bỏ qua chuyện đó đi chị. Ủa, làm gì ghê vậy? Thích nó hả? Mặt đẹp vậy thích cái thằng bá dơ đó. Em sẽ dơ theo nó nha. Trời ơi, đừng nói thích nó thiệt nha. Dạ, có đâu mà chị. Thôi đi, chị nhìn là chị biết rồi. Mà thôi, giờ tính chuyện Lục Anh đi chị. Thì để ra chơi đó. Chừng nào nó không đi với thằng Khánh á, thì mình đánh nó. Vậy mà cũng hỏi nữa. Dạ, hay là mai chị xuống lớp em đi. Từ tiết 1 đến tiết 3, Khánh với lại lớp em á đi đá banh. Chị xuống giờ đó em, được đó chị. Được rồi, để đó cho chị. Chị sẽ cho con Lục Anh nó biết thế nào là Lâm Bình Nhi. Lục Anh, mà xuống công ty đăng sáng với tôi đi. Ừ, đi. Mày thấy được không? Ủa, hai bà đi đâu vậy? Đi ăn sáng chứ đi đâu. Hai bà tính ăn gì vậy? Thì căng tin bán gì ăn đó. Hai bà đợi tôi đi nha. Ừ, đi. Mày gan quá à, mày dám kêu người vào mặt tao à. Chị làm cái gì vậy? Chị đừng nghĩ trên tụi em một lớp muốn làm gì làm nha, tụi em bán giám thị á. Giám thị á? Chắc tao sợ giám thị quá ha. Mà tụi em đâu có làm gì chị đâu, em cũng biết chị là ai nữa. Chị này là chị Đại Lâm Bình Nhi lớp 11 á. Thôi Lục Anh xin lỗi chị đi. Không có xin lỗi phải gì hết á. Lần này tao sẽ cho mày biết tay. Mày vẫn tính nào tật nấy à? Tại sao xíu chuyện của tao? Bây giờ tao thích xíu thì sao? Bây giờ tao nói mày, biến khỏi đây ngay lập tức. Không thì tao khỏi cho mày làm cái chị đại của cái trường này nữa. Được rồi, mày được lắm. Đi tụi đây. Còn mày nữa. Trước mặt á thì tỏ ra là bạn tốt lắm, sau lưng thì đốc người ta vô hại bạn của mình. Còn hai em nữa, hãy coi chừng nó đó. Chính nó là thủ phạm gây ra chuyện như ngày hôm nay đó. Bà thấy chưa, tôi nói bà bữa giờ rồi bà đâu nghe tôi đâu. Cô nói Nguyệt tốt lắm, giờ bà sáng mắt ra chưa? Thôi được rồi, tất cả đều là bạn hết. Mà tại sao Nguyệt lại đối xử Lục Anh như vậy? Tại vì lúc nào Lục Anh cũng hơn Nguyệt hết. Từ mọi chuyện học hành đến chuyện gì Lục Anh cũng hơn Nguyệt. Lúc nào Lục Anh cũng có người bảo vệ, giúp đỡ Lục Anh hết. Đến cả ngay người Nguyệt thích, người đó cũng luôn bên cạnh Lục Anh nữa. Còn đối với Nguyệt, người đó lúc nào cũng xa lánh Nguyệt hết. Nguyệt thích này. Trời, tôi chắc luôn là ông Khánh với ai nữa. Đầu năm rồi tôi nghi nghi rồi. Khánh Lục Anh chỉ là bạn thôi à. Tụi tôi coi nhau như anh em vậy á.
Thật ra Nguyễn Thế Khánh từ lúc mới vào trường này rồi, nhiều lần Nguyễn muốn nói chuyện với Khánh, muốn làm quen với Khánh lắm. Nhưng mà Khánh lúc nào cũng bên cạnh Lục Anh, lúc nào cũng quan tâm Lục Anh hết. Nên Nguyễn ganh tị với Lục Anh. Mày đã chuẩn bị đỡ cú sút căng như kẻ chỉ của Ondo chưa? Tao chuẩn bị rồi, mày sút đi. Ondo! Không vào! Mày đá hụt rồi. Duy ơi, Hảo ơi, ông có thấy ông Khánh đâu vậy? Ông Khánh hả? Ở sáng sớm nay ăn cái gì á? Bị anh Tàu cu te dưới mất tiêu rồi. Ở phòng y tế á. Ông có sao không? Ủa mà phòng y tế đâu? Ở khu C đó. Khu C từ lớp học mình ra hả? Đi trái quẹo phải, quẹo trái quẹo phải tới. Rồi tôi biết rồi. Tôi biết rồi, đi. Mà biết chưa? Rồi biết rồi, cảm ơn nha, bye bye. Ủa tao nhớ khu B mà. Ồ vậy mày bậy rồi. Mất kệ đi. Chơi tiếp đi. Đá tiếp đi. Người này tao đá nha. Ê, thôi đừng, này tao đá cho mày vô chụp đi. Không được, tao là tiền đạo Ronaldo. Nhưng mà cho tao đá một lần đi. Thôi vậy nghỉ đi. Dạ. Ôi Ronaldo cái gì cho trời banh mày tao mày. Mày quen mày. Tao bắt đầu có ấn tượng về nó rồi đó nha. Cảm giác sợ. Áo biểu diễn. Em làm gì ngồi đây nãy giờ tôi hỏi mà không nói gì? Dạ, em bị đau. Em đau ở đâu? Đây. Rốt cuộc là em bị đau ở đâu? Dạ thì đau bụng, đau tim, biết đau đầu. Vậy để tôi đi ghi giấy cho em lên bệnh viện chứ. Ở đây trường không có đủ thuốc cho em. Dạ thôi, cô cho em thuốc đau bụng được rồi. Còn đau tim, biết đau đầu, thời gian nó cũng hết thôi. Tôi hiểu rồi. Con nít con noi mà bị đặt yêu với đương. Nè, ông đi nè. Khánh, ông có sao không? Sáng ngày ngồi bên thì tự nhiên đau bụng tới giờ luôn. Nó còn bị đau đầu với đau tim nữa đó. Con nít mà bị đặt yêu với chả đương. Hả? Ông yêu ai? Có đâu, cổ nó giỡn á. Chuyện nghe cổ chi. Ủa mà sao bà biết tụi này vậy? Tụi tôi nãy định xuống sân bóng xem mấy ông chơi. Rồi hổng gì với em Hậu thì biết ông ở đây đó. Ông ăn cho cố vô rồi bị đau bụng. Trúng ngực tùm lum. Khánh! Khánh ơi! Khánh! Khánh! Cái gì vậy? Khó thở. Ông Khánh hả? Khánh, Hậu, nó bị đám luôn phải bao dây bên kia kìa. Cái gì? Mày ra lại đi, tao phải phá vòng dây mới về được đây đó, ngoài sân banh đó. Trời ơi. Không hứa tụi gì cũng nhớ không? Nhưng mà Hậu đang bị như vậy, làm sao thể là bỏ mặt nó ngoài được. Ông mà đi, ông đừng nhìn mặt tôi nữa. Thôi hai bà ở đây nha, coi nó sao. Ông đi cẩn thận nha, đừng có chuyện gì xảy ra đó. Bạn tâm đi, chuyện này chuyện nhỏ của tôi thôi mà. Đi nha. Học sinh bây giờ đúng là. Anh ơi, hôm bữa anh khóc, em dỗ anh nín đó. Hôm nay sao anh không dỗ em? Dỗ mày hả?
chỗ hả? Tôi nói trong này nè. Đó, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Đó, nó vỗ đầu thằng Hậu kìa. Mày có quýnh được tụi nó không vậy? Không thử sao biết. Lạnh lùng tệ trùng quá. Ây da. Ngầu lắm. Thả bạn tao ra. Mày nói gì tao nghe không rõ. Tao nói mày thả bạn tao ra. Ừ. Bữa mày quýnh hai anh em tao, tao tha cho mày rồi. Giờ mày quýnh hết 5 thằng, để tao bỏ qua chuyện này hả? Thả bạn tao ra, tao sẽ đứng lại giải quyết chuyện đó với mày. Cũng được. Thả nó ra. Lẹ anh coi. Lẹ anh Hậu ơi. Hậu ơi. Gán lết qua đây đi. Gán đi Hậu. Qua cứu nó đi. Chỉnh ra coi. Đi Hậu ơi. Có sao không? Được không? Còn được không? Mày cố gắng công tử nha. Tao đưa thằng Hậu đi kiếm đồng minh cứu mày. Nhớ mà tao mày. Để tao kiếm người cứu mày. Mày đặt nghệ khí hả mày? Lên. Này, hôm bữa mày kiếm chị tụi tao phải không? Tao nói cho mày biết, cái chợ cấp 3 này không giống cấp 2 cũ của mày đâu. Một núi không thể nào có hai hổ. Mày vô trường này mà không biết nghe lời đại ca tao thì định chết sao đại ca tao ác. Mày rõ chưa? Nói nhiều làm gì? Thôi đó. Đi nhưng mà cùng đâu phải đâu vì xe bông tia tôi chưa kéo lên. À quên. Xin lỗi nha. Tao quên, mình làm việc có đồng minh mà quay lại cứu nó. Một mình nó đánh cái đám thằng nó chịu nổi không? Chắc không sao đâu, một mình nó quýnh được 2-3 thằng mà. Mày ở đây nha, tao gọi lại con nó sao rồi. Tao đi nữa. Mày cứ nghĩ đi, đây là lúc người đàn ông thực thụ phải ra tay. Tao đi nha. Mình ta là Trần nói nghe chưa? Sao Trần? Lì. Còn lấy không? Sao là Trần? Khánh ơi, tao tới nè. Tao nhớ mày chuẩn men lắm mà. Cũng đai mà. Hai thằng. Thôi kệ. Chết thì chết. À! Dạ. Cái chân tao. Tao xin lỗi. Gì nữa dạ? Xin lỗi. Nè chán nè. Gì vậy? Đây cái đại ca cứ làm gãi lên nè. Dữ. Anh đây. Để tao. Mày gãi đi. Cái này để tao. Nhà nào? Ngươi đâu đại ca? Dưới. Đây hả? Trên. Trên nữa. Đây nè. Lũ mũi. À, không nói rõ ràng. Rõ mũi. Đã chưa? Đã chưa? Phê à, phải không? Bà không vô thăm ông Khánh vậy? Ông có nhắc bà hoài à. Thôi kệ ông đi. Tôi với nó một lần thôi, ông không nghe á thì sau này tôi với ông còn là bạn nữa. Bà kỳ quá à. Dù gì hai người cũng là bạn bè với nhau mà. À, mà bà biết không, bữa giờ tôi vô thăm ba người họ, bà Nguyệt cũng vậy luôn đó. Bà vô chép bài cho ông Khánh mà ngộ một cái là hai người không nói chuyện gì với nhau hết trơn á. Vậy mà bà Nguyệt cũng lại chép bài xong rồi đi về.
Thì Nguyệt thích Khánh mà. Mà kể tôi làm chi, kệ anh ta đi. Nè Lục Anh, hồi nãy anh kêu em đợi dưới căng tin, sao em không đợi mà em đây chạy lên đây? Trời ơi, em đâu biết đâu, với lại em phải lên lớp chép bài nè. Khổ ghê á. Nè, anh mua bánh mì à, em ăn ổ này đi, ăn rồi chia tiếp nha, anh lên lớp đây. Dạ, có gì nói chuyện sau. Nè, bà đừng nói là bà đang quen anh này nha. Bà đâu có đâu, tại vì tôi với ảnh cũng có chút tình cảm nhưng mà chưa quen gì đâu. Trời ơi, bà cẩn thận nha. Tôi nghe người ta nói là ổng đào hoa lắm đó. Đại ca, làm gì mà bấm thôi mà cười đại ca. Nhìn vậy là đang nhắn tin với gái vậy? Ghê dữ không, nhắn tin gái luôn. Ai vậy? Anh à. Mày ở hoài, nói đi. Tụi bay nó hết rồi, tao biết nó gì nữa. Vậy thì bị em nhiều chuyện, tụi lắm. Yes! Gì vậy trời? Gì đi cá? Không muốn hủ giết hả? Sao? Ủa em nói đi chơi được rồi cái gì? Tao biết. Trời, nãy giờ cầm điện thoại chăm chú, tụi em nói gì có nghe đâu. Cười tụi em nghi rồi, đúng không? Chính xác luôn. Nhỏ dễ thương dữ ta. Nhỏ nào đây ca? Nhìn đại ca là biết yêu rồi nha. Nhỏ học trường quốc tế mày. Dễ thương cực kỳ luôn. Trời, quốc tế luôn. Ôi già đó bài. Đại ca món mà có hẹn hò dẫn tụi em đi cá nha đại ca. Mày tào lao quá. Ngắm cho đi chung thôi. Đại ca. Không quá, tự nhiên sáng sớm chạy này không. Trời ơi, nữ thần tình yêu của đại ca đến kìa. Thật. Chuẩn bị đó. Nhìn thấy đại ca nha. Rồi, chú ý. 1 2 3. Trời ơi. Cái gì trời? Nó quay lại cho mày. Coi chừng nha. Coi chừng nha đại ca. Mấy ngày mới được gãi đầu đã ghê. Ủa mà sao bữa bó thì mày bó vậy, không chịu bó vậy? Tại nó tháo bột ra, nó mới gọi đầu được. Trời ơi, cả tuần rồi nó không có gọi đầu. Liên quan quá. Đúng liên quan. Không nói chứ đừng có sang cái vườn lên. Không vợ nữa kìa. Ngày mốt đi học kiểm tra rồi kìa. Nó không xuất hiện ngày đó phải không? Ôi, tự nhiên cái muốn ở đây luôn à. Không muốn về nhà đại ca ơi. Ở đây đã được có máy lạnh nè, được ăn uống no nè, nằm ngủ không à, sướng mồm. Ủa, nhớ đầu năm mấy ông kêu ổng là đệ tử mà sao giờ thành đại ca rồi hả? Đó là sơ xuất kỹ thuật thôi, chứ bây giờ đại ca đi đâu là tụi tôi theo đó. Cho dù đại ca có tới chân biển mà góc trời sao ha, hay là lên núi mua đao hay là xuống biển vớt dầu, tôi cũng theo đại ca hết trơn á đại ca ha. Tụi bay tào lao thiệt tình luôn, ngầm trong đây riết cái mặt cũng nồng như con heo. Đi học là mới vui. Đúng rồi á, đi học đi chứ nằm dài mặt không nồng như mấy con heo vậy á. Mà thôi, nãy giờ nói chuyện khát nước quá à, tôi đi mua nước nha. Ơi mua tôi với. Tự đi mà mua. Giờ đi không? Đây trong đây. Đây. Đại ca uống cái lộn, cái đó kêu là cà phê á. Đại ca uống cà phê không? Gì cũng được. À, em đi mua nha. Sao bà làm như vậy?
Tôi bà không nói, mốt vô trường tôi cũng không nói chuyện với bà đâu. Tại tôi thích ông. Tại sao bà làm như vậy? Tôi bà không nói, mốt vô trường tôi cũng không nói chuyện với bà đâu. Tại tôi thích ông. Đại ca, đi với em xuống dưới đây coi cái cảnh tượng này ghê lắm nè. Đi lẹ đi. Đi. Sao vậy? Ủa bà kêu tôi ra đây chi vậy? Thì đưa sữa cho ông uống nè. Trời ơi, thôi bà uống đi. Thôi uống đi. Thôi tôi không uống đâu, bà thôi uống nè đi. Tôi có bệnh đâu tôi uống. Uống đi. Tôi không uống đâu. Uống nè. Tôi ngán lắm rồi, một tháng trời ngán tôi uống không? Sữa. Tôi uống đó nha. Uống đi. Ngon không? Dạ. Ngon lắm, tép đi nè. Ai biểu nó ngán rồi mà. Nó rủ em đi mua nước cho đại ca, xong cái hai tụi nó đánh lẻ ra đây nữa, bỏ em mà ngoài căng tin á. Tào lao. Để đây. Tụi nó thích nhau vậy thôi gì đâu. Chị cũng kêu ra đây nữa. Làm tôi đen. Có hộp sữa không cũng kêu người ta ra đây. Ngài Tống Hậu Minh Khánh, hôm nay trời đất giao hòa, sinh linh quan cá, tôi có câu chuyện như vậy muốn báo cho ngài biết. Trong tình hình như vậy, tôi có một cái chuyện như vậy. Như vậy là sao hả? Là vua táo. Thôi dẹp đi, để con biết là sáng giờ tụi em đứng chờ đại ca không? Chờ chi? Từ cái hội mà mình đánh nhau với Lương Phệ á, lớp 12 á, là nguyên cái đám lớp 10 này nè, nó muốn theo tụi mình á. Ừ, thôi vậy không hiểu. Lật đổ lưng phải ủng hộ cánh thầy. Hùng má Hỏi Dương. Quên. Ui, phải vỗ tay mới được. Với tàu lao á. Thôi, vô lớp học nè. Ủa, với tàu lao với ông lật đổ hả? Lật chứ sao không. Đi vô lớp. Đi. Cuối cùng cũng đủ được đi chơi rồi. Hơn hôm nay được nghỉ học. Sao chưa tới nữa ta? Ủa? Hi. Anh tới rồi hả? Dạ anh tới lâu chưa? À, anh cũng mới tới à. Dạ. Anh ơi, bạn em à? À, đây là Nhật Minh, bạn trai của em. À, lấy ngồi đi. À, ngồi nha. Hình như lần này hình như em học trường anh phải không? Dạ, đúng rồi anh. Đúng rồi, hai người học chung trường mà. Anh biết sao không? Hôm bữa anh rủ em quá,
mà em sợ anh buồn nên thôi bây giờ em cũng đang hẹn đi chơi mà ghé vô đây chơi với anh một tí xong rồi em đi sau cũng được. Mà anh đi một mình hả? Mà anh đâu? Anh đi có một mình à. Xíu nữa mình đi xem phim nha. Em muốn xem không được. Mà hôm nay mẹ có bắt anh về sớm không? Ba anh bắt anh mùa vừa về đó. Tranh thủ đi sớm. Lân, anh làm gì suy nghĩ đăm chiêu vậy? Mình đùa anh nói nhiều lắm mà. Có, tại hôm nay thấy không khỏe nên hơi ít nói. Vậy hả? Thôi, kiểu gì ăn hai em? Ok. Em ăn cái gì? Cho anh chọn. Đây có nhiều loại kem lắm. Có... Anh ăn cái gì? Anh ăn cái gì cũng được. Em chọn cho anh đi. Không, mình ra ngoài chọn cho em ha. Nằm dài mơ mộng chăng sao. Điều tôi muốn bây giờ là gặp mặt hết tất cả để nhiều chuyện kể bla bla bla. Những câu chuyện dài dòng mà luyến thuyên ở phía xa xa. Có những tà áo dài thật thiết tha. Ô la la đến xin trung học cùng mái tóc dài thiết tha. Nụ cười hồn nhiên đi đôi với những ánh mắt thật hớp hồn. Ngẩn ngơ vẻ thơ quay qua quay lại thấy ông giám thị tự nhiên hết hồn. Lúc ta lúng túng bỏ áo vào quần với ông mà quắt lại là coi như chỉ biết giả giả và vân vân. Hết dám lơ tơ mơ hay là mơ mộng làm rapper. Cả lớp nghe em. Các em ngồi đi. Cánh hậu Di, đến đây tôi biểu. Chết rồi. Lần này là chết chắc. Các em hay quá ha. Mới nhập học có mấy tháng mà đã kiếm chuyện đánh lộn lớp 12 rồi. Sao mà nghỉ học cả một tuần lễ? Các em có biết một tuần lễ có mới biết bao nhiêu là bài vở để chuẩn bị thi học kỳ không? Tôi chưa nói là hạnh kiểm các em có thể bị đánh yếu, không đủ điều kiện để lên lớp nữa. Giờ không phải lỗi của em, nó quýnh của em thôi. Đủ rồi, tôi không cần biết. Có đánh lộn là sai rồi. Còn bây giờ, ba bạn nghĩ có bạn nào mượn tập bạn chép bài không? Dạ có. Cuối giờ, ba bạn mang tập lên đây tôi kiểm tra. Tôi mà thấy không có, tôi hạ hành kiểm cả đám. Còn giờ, ba bạn về chỗ, viết bản kiểm điểm với tôi. Nhớ về đưa phụ huynh ký tên nha. Dạ thầy, phụ huynh là ba hay mẹ ký thầy? Ai cũng được. Dạ, bà ngoại em chữ đẹp lắm, cho bà ngoại em ký nha thầy. Ngoại em chữ cũng đẹp lắm. Bà ngoại em mất rồi, để em ra mà hỏi ông ngoại em ngoài mộ. Các em giam mặt tôi hả? Về chỗ. Khánh, chuyển lên màn đầu ngồi từ đây đến cuối năm cho tôi. Ngồi kế lớp chữ mà không noi gương gì hết. Lên đây, tôi sẽ để mắt đến em. Còn em, chuyển chỗ Khánh lại.
mở tập ra từ đầu bài mới. Tại tôi thích ông. Chưa kịp nói gì mà ơi. Cảm ơn bà đã chép bài cho tôi trong thời gian qua. Hi hi. Có gì đâu mà cảm ơn, lo học đi. Thầy thấy thầy phạt hai đứa bây giờ. Hi hi. Bạn tâm đi, tụi tôi giờ đâu còn giống như ngày xưa nữa. Tụi tôi đâu còn như ngày hôm qua mà để tụi nó đánh bầm hai con mắt. Chính xác, bây giờ cả khối 10 á, theo phe của đại ca mình lực đổ lưng vệ. Cho nên chắc chắn tụi mình sẽ toàn thắng. Hay quá ha. Mà tao chỉ sợ bị trừ điểm thành kiểm thôi. Bữa giờ thầy giám thị á, me tụi mình quá trời. Không biết còn điểm để mà trừ không nữa. Ủa mà đại ca, bây giờ mình đánh lưng vệ mình lên làm chùm. Rồi mai mốt cũng sẽ có mấy thằng khác nó đánh mình nó lên làm chùm. Vậy cái lực mình cứ quýnh lộn mì xèo quýnh hoài vậy hả đại ca? Nếu mà tao làm chùm á thì tao sẽ đặt ra một cái luật cho cái trường này không còn quýnh nhau nữa. Lúc mà sẽ theo cái luật đó thôi, giải quyết mâu thuẫn theo cái luật đó, không còn quýnh nhau. Nếu mà vậy á thì tôi đồng ý giải quyết mâu thuẫn bằng hòa bình đi. Chứ mà hả đụng tay đụng chân hoài không được đâu. Ủa mà ông với lại Lục Anh định không nói chuyện luôn hả? Bà giận tôi rồi, tôi hiểu tính bà lắm. Bà giận hai, bà giận dai lắm. Hồi năm lớp 2, bà giận tôi đến lớp 4 luôn. Mới chịu quê. Còn bà Nguyệt thì sao? Hình như tôi thấy ông có gì đó với vẻ. Thì có gì đâu, tại bữa bà chép bài cho tôi. Thì tôi cảm ơn bà thôi, có gì đâu. Ngờ lắm nhau. Ủa đại ca đâu ta? Bây giờ tao không thấy đại ca hết trơn quay. Không lẽ tụi đại ca bị úp sọt ngoài cổng trường rồi? Ê, mà sáng tao thấy thằng Khánh vô trường á, tụi lớp 10 đều heo thằng Khánh hết. Không lẽ tao muốn lập đổ đại ca luôn mày?
khác. Hồi chắc tao vô trường tao thấy tụi lớp 10 nó nhìn tao với ánh mắt đầy sát khí. Như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy đó. Chà là Lâm mà ham nói nhiều. Ấy đã tới kìa. Mày khỏi nói, tao biết hết rồi. Khánh muốn lật đổ tao chứ gì? Chết mà. Đi đi, thử ra. Đi đây. Thử cái tụi bay. Quân Duy với thằng Hậu đâu rồi ta? Tới rồi nè. Only you can make all this work. Kiếm đâu ra cái áo đẹp vậy? Dạo thầy thấy anh Sàng nổi quá, lấy của má bắt trước. Ê, tụi con đứng kìa. Khoan. Tụi mình có vỏ quả táo mà sao phải sợ. Anh em sẵn sàng chưa? Rồi. Mày đập chưa sợ, là chứ khỏe chứ phá được cũng lực lỗ tao mà. Chắc tao sợ. Được. Cầu là trước khi quýnh không được động cái đầu một tí đồng hồ của tao, ok? Dạ, sao? Ê, sao mày vội vàng quá mày? Này, chết tiệt! Phải đâu vì xem bông tia tôi chưa kéo lên. À quên. Thì ghê ta. Trong lớp học thêm em nói có phải anh quen nhỏ hot girl trong
trong trường này không? Làm gì có, anh làm gì quen ai? Không, anh quen mà anh giấu em không? Ở đây không tiện nói, có gì tối về mình nói chuyện nha. Vậy nha. Em biết quá mà. Nói không là không mà. Thôi em về đi, có gì tối về mình nói chuyện, vậy nha. Không được, anh phải giải thích rõ ràng với em mới được. Có gì tối về mình nói chuyện nha, vậy nha. Thiệt mà, tin tôi đi mà. Thôi bà đừng nói nữa, tôi không nói chuyện với bà luôn á. Vậy thôi, tin thì thôi. Trời ơi, đẹp, đúng nghệ thật. Đẹp chưa? Mày giống như Lệ Gơ vậy đó. Ồ. Giờ mày băng cho tao đi. Rồi, thôi em nha. Dạ. Em kính thưa anh Hậu là em không có bị con mắt. Hả? À, chứ bị ở đâu? Trời ơi! Băng lại. Rồi em nha. Đi dạ. Bị gì vậy? Mày giết tao đó hả? Tao băng cái thương cho mày mà. Tao bị cái tai mà. Sao mày băng? Mày giỡn cái em đó. Nãy giờ ông chuyện nó sớm. Đưa tai đây. Rồi á. Ê. Ê. Tôi kể hai ông nghe này nè. Hồi nãy á, giờ lại chơi á, tôi thấy Minh đi trúng thả nói chuyện với nhỏ nào nắm tay nắm chân đồ nè, nhưng mà nhỏ học trưởng tế hay sao á, nắm tay đồ ôm ấp vỗ. Cái gì vậy? Đau. Trời ơi, làm cái gì vậy Hậu? Mà khoan, Minh làm nào hả? Thằng hấp bo lớp 11 đó, đang cưa cảnh Lục Anh lớp mình á. À, cái thằng cao cao mà người lông không hả? Trời, thằng có một con tôi. Tôi không hấp bo thì thôi, nó hấp bo. Một bôi. Ơi, dạ. Mày quấn nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Ủa? Rồi bà kể cho Lục Anh nghe rồi, Lục Anh có tin bà không? Không, bà không có chịu tin tôi. Bà còn nói là hả, tôi mà nói vậy thì bà không nói chuyện với tôi luôn á. Vì sao? À, hay là đi kể cho đại ca nghe đi. Để cho đại ca giải quyết. Ừ. Không thấy sao? Thôi vậy đi kể đại ca nghe đi. Đi, băng lẹ đi rồi đi nè. Từ, Hậu ơi. Đúng rồi, chỗ đó nhẹ đó. Nhẹ thôi Hậu à. Rồi. Cẩn thận xíu đi. Cảm ơn mày nha. Rồi, đi lẹ đi. Mày mà tao bị đau đủ thứ chỗ hết á. Có một bạn tốt ghê. Cô Gia, đau quá à. Cho ông chừa. Học hành không lo học, suốt ngày đánh đấm không à. Trời ơi, tôi phải hạ thằng đó để cho trường này không còn quýnh nhau nữa. Là sao? Đánh nhau nếu không đánh nhau là sao? Thì nếu mà tôi lên làm chùm trường á, thì tôi sẽ làm ra một cái quy luật để cho giải quyết các mâu thuẫn xích mích bằng cái cách gì đó, không phải bằng nắm đấm. Mà giờ tôi cũng chưa nghĩ ra cách đó là cách gì nữa. Vậy mà cũng lanh quá à. Dạ. Mà sao tôi thấy dạo này ông khác lúc trước. Chú, ông lúc nào cũng ít nói á. Bây giờ sao ông nói nhiều quá vậy? Chắc tại quýnh lộn riết. Cái quýnh trúng vô cái dây thần kinh cà gỡn á. Thấy giờ tôi vậy luôn. Ông thì giỡn hoài. Mà ông nói cho tôi biết đi, có phải là chuyện của ông với Lục Anh không? À, cũng do một phần như vậy. Tại vì lúc trước á, bà Lục Anh hay bị người ta ăn hiếp lắm, nên tôi phải giả bộ lầm lì lì như vậy để bảo vệ bà. Nhưng mà bây giờ thì hình như bà đang quen anh nào lớp 11 á. Chắc anh cũng sẽ bảo vệ bà rồi, nên thôi. Ê mà tôi thích ông lúc này hơn nè. Chứ lúc trước nhìn ông thấy ghét lắm. Tôi nói chuyện với ông á, lúc nào cũng xem tôi như là người vô hình không vậy á. Còn bây giờ á, thì thấy ông được hơn.
Vậy mà không biết sao lúc trước tôi vẫn thích ông nữa chứ. Bây giờ không thích phải không? Vậy thôi tôi đi à. Ơi, thôi mà không chọc tôi hoài à. Lúc trước tôi xấu tính, lúc nào tôi cũng hại Lục Anh để cho ông tránh xa Lục Anh ra. Mà thôi, giờ miễn sao bà thay đổi hướng tốt là được rồi. Dù sao cũng học chung một lớp mà, như vậy hoài đâu có được. Ừ, thì bây giờ tôi thay đổi giống ông rồi nè. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người tốt. Ờ đúng rồi. À, bà khát nước không? Tôi biết cái quán này bán trà sữa ngon lắm. Đi. Đi. Phòng giám thị đã ta. Máy lạnh. Trời. Còn có máy nước nóng. Sướng thì mày này chắc gán gán bị phạt hoài luôn. Đứng lên. Hồi nãy mới thấy thầy trên lớp, tóc thầy ngắn. Thôi giờ tiện, tóc thầy nó dài ra Hàn Quốc. Ôi, thêm cái một gùi ở đây nữa. Sao kỳ vậy? Ý em nói là thầy chủ nhiệm của em với thầy giống nhau đó hả? Hả? Ờ đúng rồi. Thầy với thầy chủ nhiệm của em có một mối quan hệ rất là phức tạp. Để thầy giải thích cho. Có nghĩa là thầy với thầy chủ nhiệm của em á, là cùng cha mẹ và các ông nội, ông ngoại gì đó. Có nghĩa là họ hàng gần mà họ hàng xa. Tóm lại có nghĩa là quen biết nhưng mà cũng không quen biết. Và cuối cùng là không quen biết. Nhấn mạnh đi thôi. Đơ chưa? Đủ rồi. Học sinh đi học kiểu gì suốt ngày đánh lộn hoài vậy? Em hứa với thầy, từ giờ đến cuối năm em không còn quýnh lộn. Và cả trường này cũng không còn quýnh lộn nữa luôn. Em là cái gì mà em có thể đảm bảo điều đó? Tôi là giám thị ở đây bao nhiêu năm nay, tôi còn không làm điều đó nữa. Dạ, vậy giờ nếu mà em làm được thì thầy phải không được trừ điểm hạnh kiểm của em với mấy bạn em. Em dám ra điều kiện với tôi á? Dạ. Cũng được. Nhưng nếu trong trường có một trường hợp đánh lộn thì em bị trừ 10 điểm hạnh kiểm. Và tôi đảm bảo từ đây đến cuối năm em sẽ không còn điểm hạnh kiểm nào nữa. Chết chắc. Vậy là thầy hứa rồi nha. Vậy là được rồi. Thôi dạ, em đi với thầy. Cảm ơn thầy. Ê, đứng lại. Về lại. Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Tôi không phải em đâm cục cây chứ. Người em giờ đau nhất. Thầy Quýnh là em xỉu đi không? Đừng lo, cứ nằm đi. Nằm đi. Đại ca, tụi em có tin xúc dẻo với đại ca nè. Đúng rồi đại ca, em thấy thằng hot boy á, nó có con nhỏ nào tới kiếm nó á, ở trước cổng trường mình luôn. Đúng rồi, chính mắt tôi thấy. Mà nó còn đang quen lớp trưởng mình nữa, mà nói lớp trưởng á, mà lớp trưởng không có tin gì hết trơn chọi á. Thấy á, tụi nó còn hung nhau nữa, lớp trưởng mình bị dụ rồi. Thằng nào lớp mấy? 11A6. Sao bồi gì à? Alo, tôi quýnh nó, tại vì vậy là chung lý do rồi.
Từ sao hai anh đánh em? Em có làm gì đâu. Này mới là anh, còn em mới lớp 10 à. Nói lại đi anh. Thì tại sao hai anh em lại đánh em? Em không phải là em của nó. Nói lại đi anh. Tại sao hai em, anh lại đánh em? Em cũng không phải là em của anh. Nói lại đi. Trời ơi, vậy sao, tại sao hai bạn lại đánh tôi? Phải rồi. Sao hai người lại đánh mình? Tôi thích thì tôi quýnh, liên quan gì tới bà. Không may nữa. Mày nên quý trọng những gì mày đang có đi. Em coi chừng nó không tốt như em tưởng đâu. Thì ra mấy lâu nay mọi người nói đúng vậy anh. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi bảo vệ anh với tư cách bạn gái. Em tôi muốn nhìn thấy anh nữa. Anh yêu tôi mà. Đệ tỷ. Năm học mới lại bắt đầu rồi. Mọi chuyện dường như đã giải quyết xong ở lớp 10. Bọn mình giờ đã lên lớp 11. Tất cả học sinh trong trường đều nghe theo luật của chùm trường đặt ra. Nhưng mà... Thịt bò trước. Nói chung cái này ghê quá. Ôi. Uống lộn rồi đại ca. Quang hả? Có sao ở đây mà tụi ba dám uống lộn vậy hả? Ta cho tụi đây 1 phút để làm quà và 1 phút để quy theo luật thủ. 1 phút bắt đầu. Ăn lẹ đi, ăn lẹ đi. Nó chuẩn bị quy theo luật cũ á. Thấy không? Tình cảm à. Nói 1 phút. Bây giờ là quy theo luật cũ. Bắt đầu. Trời ơi, Khánh ơi là Khánh. Ông nghĩ sao mà cho ra cái quy luật kỳ cục vậy? À, lúc đó là năm lớp 10. Lúc đó là tôi... Đứng phải. Mày thấy ngon không? Đại ca đâu kiếm đại ca? Đại ca đâu? Đại ca ơi. I'm here, I'm here. Trời ơi mày. Bây giờ thắng thua đã rõ rồi. Tao là cái chùm trường, hiểu không? Nên mà tao không muốn trường này xảy ra quýnh nhau nữa. Thế muốn sao? Nước sông không phạm nước giếng, nước miếng không phạm nước ngọt. Tụi bay cứ tiếp tục học lớp 12, học hành cho đàng hoàng tử tế, để tốt nghiệp rồi lên đại học, lo cho gia đình, đất nước. Còn tụi tao, còn tụi tao tiếp tục học lớp 10, cuộc sống bình thường thôi. Và thay vào đó thì sẽ một cái luật mà... Là cái gì? Là... Ê! Thằng này được nè. Từ nay mình sẽ thay. Đứng im đó. Mình sẽ
đưa cái luật này vô bằng cuộc chiến thả bơm. Đứa nào mà quýnh lộn trong trường là cho nó hít bơm của bà khỏi lớp. Đây, được á. Mày được. Tao cũng không thích đánh đấm nữa. Thôi theo ý mày đi. Đi mày. Ủi quá. Đuôi quá. Ủa sao mày tỉnh vậy? Mày ăn mười mấy năm rồi, lúc nào ở đây cũng bên người đó. Không có đâu đại ca. Tại sáng em ăn bánh tráng trộn của bà Tư Mập, được 1.000 năm kinh nghiệm trộn cho Âu Cơ với Lạc Long Quân. Sau khi hai người ăn xong mới chịu đẻ ra 110 con. Đau bụng quá trời. Nó đi rồi. Chị không chống mặt quá. Cà ơi. Cái gì nữa? Có giấy rồi. Giấy? Nè. Cái này sao đủ? Thôi có cái này xài đỡ cũng được. Yếu đuối quá. Có giấy cũng không chịu được. Ủa sao có bảo bối mà say sẩm quá vậy? Còn về phần Lục Anh, cô bạn đã không còn dựng Khánh nữa, nhưng mà dường như đôi bạn này đã không còn đi chung với nhau nhiều hơn. Một phần do Lục Anh cảm thấy lỗi do mình nên cũng ngại. Phần còn lại, cô nàng quyết học thật tốt. Để thi học sinh giỏi thành phố, cô nàng chăm chỉ học tập lắm đó nha. À, còn bao ba Duy, Hậu và Thanh thì sao ta? Anh chàng Hồng Hậu thì từ lúc dùng quy lực cũ để chấn áp mấy học sinh trong trường. Hậu đã sáng tạo ra môn võ thuật Kung Fu, lực cũ kết hợp với Kung Fu quả táo và lực cũ của chùm trường. Còn Duy Thanh thì sao ta? Đôi bạn này càng lúc càng thân hơn với nhau. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là bồ bịch ấy chứ. Nhưng thiệt ra không phải đâu. Họ thân với nhau bởi vì bản tính của hai người này giống hệt nhau, là rất lanh chanh. Hai người họ trở thành ông Tám và bà Tám của trường. Chuyện gì họ cũng biết hết. Ây da. Dường như từ cái hôm đó thì Lâm Bình Duy đã trở nên quen hiền hơn và chơi chung với Mai Mập. Cả hai là đôi bạn cùng tiếng. Hình như anh chàng chùm trường cũ chúng ta vẫn không thể nào thoát khỏi chị Mai Mập này rồi. Nhìn họ cứ quấn quýt với nhau, yêu quá đi. Chà. Trời, sao bây giờ mới tới vậy hả?
Anh tưởng trễ rồi. Anh học xong anh chạy qua đây liền luôn á. Nè, thằng gái nè, anh lau mồ hôi đi. Hên quá trời luôn á. May chuyến bay của em bị delay, không là không gặp nhau luôn rồi. Qua bên đó nhớ nhắn tin Facebook cho anh liền nha. Tụi mình quen nhau chưa được một năm nhưng mà anh thấy vui lắm. Cảm ơn anh. Bấy lâu nay luôn giúp đỡ em, kèm em học thêm anh văn để em đi phỏng vấn nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đâu có gì đâu. Thôi trễ rồi kìa, em đi đi. Dạ, trong lòng em luôn nghĩ anh là người anh tuyệt vời nhất luôn nè. À, quên, em có món quà cho anh nè. Trời, có quà nữa hả? Ờ, có chứ. Nhưng mà em đi rồi anh mới được mở ra coi đó nha. Anh biết rồi. Thôi em đi đi, trễ rồi đó. Anh đứng đây xíu rồi anh về. Dạ, tạm biệt anh. Qua đó em nhắn tin Facebook cho anh liền. Ừ, em đi đi. Bye. Biến thái hả? Đi, nhưng mà cùng đâu phải đâu vì xe bô tia tôi chưa kéo lên. À quên. Thì ghê ta. Em quyết định kỹ chưa? Việc rút học bạ ra khỏi trường cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ quay lại trường này được nữa đâu đó. Dạ, em suy nghĩ kỹ rồi. Lần này em chỉ có một ngôi trường mới. Em sẽ học tập và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn, chứ không như bây giờ. Em suy nghĩ gì cũng tốt, biết lo cho bản thân và tương lai. Xem ra cú đấm của hai anh bạn chùm trường cũng có tác dụng quá ta. Nhật Minh từ hot boy chỉ lo ăn chơi học hành sa sút, giờ đã thay đổi và trưởng thành hơn rồi. Chắc là cũng không còn bắt cá nữa đâu. Đại ca đã giúp ngôi trường này không còn vụ đánh nhau nào nữa. Nhưng mà có vẻ không được học vệ sinh cho lắm. Không biết tầng ozone sẽ còn chịu đựng đến bao giờ đây. Ý da, cô bạn lớp phó dễ thương Thái Minh Nguyệt của chúng ta kìa. Ban đầu nhìn ghét dễ sợ, nhưng bây giờ thật là đáng yêu. Bên cạnh Khánh đại ca, ác rồi cũng sẽ khai. Ủa lộn, ai rồi cũng sẽ khác. Quan trọng là thay đổi theo hướng tốt hay xấu mà thôi. Đại ca,
Em có này cho để ca coi hả? Hay lắm. À, hình đầu năm của lớp mình đó hả? Ờ, này quay buổi tối nè. Cái này là clip luôn. Chưa? Còn clip này nó có vấn đề rồi.